Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Chào mừng đến với vũ trụ hoài niệm. Perfect Universe, vũ trụ hoàn mỹ. Công ty truyền thông hàng đầu trong việc hợp tác và sản xuất các chương trình giải trí ấn tượng. Là đơn vị tiên phong trong việc liên hệ và cung cấp KOLs nghệ sĩ chất lượng cho các dự án. Mọi thông tin vui lòng truy cập vào website để biết thêm chi tiết. Đến với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Vậy là chúng ta lại gặp nhau vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàn Mỹ cùng với chín thiên sứ, chín chàng trai đang độc thân vui tính và chờ đợi sự góp mặt của một nửa đích thực của họ sẽ đến với sân khấu này. Chương trình với sự đồng hành của ứng dụng hẹn hò WowTrade. WowTrade là ứng dụng đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn hò và gặp gỡ nhau ngoài đời thực. Với châm ngôn trăm ngàn lời chat không bằng một lát bên nhau. Và hy vọng là quý vị có thể download ứng dụng hẹn hò WowTrade trên nền tảng là Android hoặc là iOS đều được để trải nghiệm nhé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp được một nửa của mình đạt khi nhỉ. Yeah. Dạ, nhưng mà em hiền quá à. Em tấn công là bằng phải những cái thính mới. Không thôi mọi người lại đứng lên vỗ tay em nữa. Những lần trước em có bị tổn thương không? Anh kiểu cứ mặc dù anh có muối và anh có bộ khung sắt rất là cứng cáp, nhưng mà anh lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng nha. Nhưng mà anh rất là chân thành, chỉ có điều là phải chỉ lại một số những cách thả thính sao mà cho chặt chẽ, đắt sắt ra miếng. Anh phải chuyển khoản cho anh Đông đi, để anh Đông gửi cái web. Lần này không có được xài điện thoại nữa nha, tất cả phải từ chân tình mà ra. Trời ơi, em chân tình lắm luôn ý. Mà công nhận ngày hôm nay á, lần đầu tiên mình thấy là mặc đồ hợp với cái đề bài của chương trình là retro cổ điển, nhất là phía Ngọc Hưng nè. Em lấy cảm hứng bộ đồ này từ đâu vậy? Em cũng không biết đó. Em thấy chị stylist đưa em thì em mặc thôi. Bạn chân thành quá vậy. Gia Long, lần này em là trẻ trung nhất nữa rồi. Dạ, đây cũng là chị stylist. Dạ, tụi em không có ý kiến gì trong cái bộ đồ hết hả? Không dám ý kiến ạ. Không dám ý kiến. Sợ. Sao lần nào Tuấn Dương giống như là cosplay Sherlock Holmes ấy nhỉ? Hôm nay em xin phép em làm thám tử của hôm. Đây là đội cổ điển, đây là đội cổ điển hiện đại mới là retro nè. Rất là cá tính. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm được một cô nàng cũng cá tính và có một chút dịu dàng cổ điển. Xin mời mọi người về chỗ ạ. Thưa quý vị, để có thể tìm được một ý trung nhân hợp ý thì không chỉ là gặp nhau ở trên các app hẹn hò như là ứng dụng WowTrade mà chúng ta còn phải bỏ thời gian để tìm hiểu ở ngoài đời thật nữa. Quý vị nhớ là tải ứng dụng WowTrade trên các nền tảng iOS hoặc là Android để trải nghiệm trước nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Chắc chắn là mùa thu đông thì mình phải mặc áo khoác nè, chuẩn bị tinh thần sao cho chào đón những ấm áp đang tới. Vậy thì bấy nhiêu đây gợi ý, mọi người có biết được cô nàng của chúng ta ngày hôm nay xuất hiện sẽ mang dáng vẻ như thế nào, đến từ đâu và bạn ấy sẽ hợp với ai không? Hình như là Otis, chắc là nếu mà lần này đến tìm em nữa là em là có ba người
đã chiếu vào cái ghế của quận 3 rồi đó. Thế rồi em cũng muốn được tỏ tình nhiều nhiều tít quá, hay là anh em mình đổi chỗ với nhau để xem có hợp phong thủy không? Anh muốn không? Có. nhưng mà thôi, em xin giữ ghế lại. Phong thủy hả? Không cho vậy. Em son. Anh em kiểu này chết rồi. Anh qua ngồi không? Anh qua ngồi thử đi. Anh qua ngồi thử thử cho nhá, thử đổi phong thủy xem nào. Có ai đến tỏ tình không nào? Tự nhiên cái chuyện đổi ghế này làm chị giật mình nhớ đến một yêu cầu của ngày hôm nay. Mọi người có nhớ cái trò ai là đồ tồi không? Ngày hôm nay thật ra mình cũng có một thử thách tương tự. Lẫn trong 9 người này có sói hoặc là những con sói. Nhiệm vụ của sói ngày hôm nay là thực hiện một yêu cầu, một thử thách của ban biên tập mà mọi người không phát hiện ra. Đó có thể là đổi ghế chẳng hạn. Ở gần khúc gần cuối thì trước phần mà tỏ tình đó, chúng ta sẽ bắt đầu lật mặt. Nhưng mà em không biết chơi trò này chị ạ. Những người không biết chơi thường thường là sói đấy chị. Bây giờ mọi người mở phong bì ra đi. Đọc thầm kín thôi. Anh Hùng, cái biểu cảm này là biểu cảm của con sói này. Mình cảm thấy anh Quang nhìn rất là đáng ngờ. Anh Quang cũng nào đáng ngờ. Nhưng mà theo kinh nghiệm chơi ai là đồ tồi của em thì em đã lia một vòng tất cả các bạn ngồi đây rồi. Và anh Quang đọc rất chăm chú rồi liếc từng người một thì anh em biết đọc, anh đang đánh vần. Ok, bây giờ anh cũng phải tìm hiểu xem ai như thế nào để biết mọi người như thế nào chứ. Chị Trinh bảo là phải theo dõi mọi người mà, thì mình cũng theo chị Trinh thôi. Phải ghi nhận sắc mặt của mọi người, ví dụ như Otis là bình tĩnh không? Đấy, còn em thì em chỉ biết là em có nghi ngờ anh Quang với cả là Gia Long nhỉ. Em không phải là đồ tồi đâu. Gia Long là mối thù truyền kiếp của Minh Hưng mọi người ạ. Thôi, nói chung là nếu mà nói nữa là lộ mất. Mình chỉ biết là hôm nay có sói hoặc là những con sói đang ngồi lẫn ở đây. Và hãy ráng chăm chú theo dõi hành động đáng ngờ, tại vì họ cũng đang phải thực hiện nhiệm vụ. Hãy xem những hành động của họ có đáng ngờ hay không. Trước mắt là khoanh tròn phía Ngọc Hưng và Otis cái đã. Dạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vlog của tuần này. Thì bình thường theo kiểu là gặp nhau ăn uống hoặc là gặp nhau đi xem phim, các kiểu về nhắn tin nói chuyện tiếp đấy thôi. Chứ không có một cái tình huống, nói chung là mình xấu hổ hay là một cái tình huống bất ngờ, hay nói chung là nó bình thường lắm. Nó bình thường. Mối tình đầu của em hả? Mối tình đầu của em là yêu xa. Thì em nghĩ cái đó là một cái mà, cái đó là một cái gì đó nó rất là đặc biệt rồi. Vì đó là lần đầu tiên em yêu xa và cho tới nay em chưa có yêu xa lại. Lúc đó thì tình đầu mà mọi người thì rất là nồng nhiệt, rất là gọi là tưng bừng khói lửa. Tưng bừng khói lửa sao? Khói lửa nó như nào? Lần đầu tiên gặp nhau à? Lần đầu tiên gặp nhau thì cũng ngại, nhưng mà em là người chủ động cầm tay bạn ấy để cho bạn ấy đỡ ngại lại. Em chủ động hôn bạn ấy luôn. Càng nha. Dạn ha. Nhưng mà cũng vui lắm, nhưng mà nói là ngại quá. Nếu mà nói về một kỷ niệm hài hước thì Đông sẽ không bao giờ quên cái kỷ niệm tình yêu năm đó là lúc học cấp 3 thì phải. Ok ạ. Thứ hai, thứ ba hẹn hò gì đấy đi dậy ăn thì sớm buổi tối, hôm đó là ăn xôi. Trong cái lần đấy thì bạn nữ nó chọc mình một cái gì đấy. Thế là mình bị phì cười một cái, thế là tất cả xôi bắn hết lên. Oh no. Là một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được. Cái cuộc hẹn đầu tiên mà với mối tình đầu thì mình nghĩ là đạp xe đạp ngoài đường xong đó rồi hai đứa hẹn nhau ra ngoài bờ đê, ở quê mình thì gọi là bờ kè, thì ra ngoài đó để ngồi uống sinh tố, ngồi nói chuyện với nhau ngắm cảnh rồi kể lể này kia. Tại vì với cái tuổi của mình thì mình vẫn chưa ý thức được hai chữ hẹn hò, cho nên là đó chỉ là một sự đi chơi rồi bình thường thôi.
Có một lần thì em gặp một bạn này ở một câu lạc bộ thể thao. Thì cái bạn đó là một bạn nữ rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Thì lần hẹn hò đầu tiên của em là em cùng với lại bạn nữ đó đi trên đường về, nhưng mà ngay lúc đó gặp trời mưa. Cái này là em kể thật nha, em không có chế đâu. Okay. Cái này là đi trên đường gặp trời mưa, cái xong rồi hai đứa cái đi nguyên một cái trời mưa đi về luôn. Mưa ướt sũng luôn, ướt nguyên người luôn. Nhưng mà may cái lúc đó là bạn nó có mặc một cái áo khoác dù, cho nên là cũng không có gì cũng to tát lắm. Thì hôm đấy thì em với bạn ý thì cũng như thường lệ là hai đứa đi chơi với nhau này, rồi đi đạp vịt với cùng với nhau này, rất là lãng mạn. Cho đến khi bạn ý có bị rơi cái đồng 200.000 xuống nước, bạn mới bảo là anh ơi nhặt cho em. Thì ok, mình nhặt. Thì tại vì nó trôi xa quá mà, thì em điều chỉnh cái con vịt, cái con đạp vịt ý, thì em càng điều chỉnh thì gió càng lớn, mà càng lớn thì cái đồng tiền ấy càng bị trôi ra. Tức là em càng đạp, hai đứa càng đạp nhiệt tình, thì cái đồng tiền ấy càng trôi ra xa. Phải mất mấy tiếng nhỉ? Phải mất 2 tiếng đồng hồ em đạp xe, chân muốn dã rời ra rồi. Chân muốn dã rời ra rồi nhưng mà vẫn không lấy được 200.000. Nhưng cuối cùng thì cuối cùng thì rất là may mắn, bởi vì là gió thổi thì cái đồng tiền đấy nó tự trôi về bờ. Đấy, thì hai đứa vào bờ để nhặt về. Năm lớp 11, cả hai có một buổi hẹn hò đi chơi lần đầu tiên, và chúng mình quyết định đi sang bên Hà Nam. Bên đấy có một bãi cát kiểu dạng sinh viên hay là học sinh đi phượt đấy ạ. Thì khi đi thì mình đi bằng phương tiện xe đạp điện. Và thật buồn cười là ngày hôm đó thì không biết là như thế nào mà xui đến cái mức mà khi lên dốc thì xe đấy thì đã bắt đầu là hết điện dần. Oh no. Và mình đã phải xuống, mình đẩy một quãng đường dài, cái cây cầu đấy phải một cây ấy ạ. Nó là một cái duyên số để người trước của mình, người mình từng rất yêu đến với nhau. Mình hôm ấy mình đi nhậu đến 4 giờ sáng, say khướt từng khúc. Cảm giác xong rồi về ngủ đúng 2 tiếng. Rồi nhanh nhanh cuống cuồng chạy lên xe để lên Sapa chụp. Cô ấy lại nhẹ nhàng xoa lưng, vỗ vai hỏi: anh có say xe lắm không? Wow. Cái cảm giác ấy. Mà xong rồi lần đầu tiên đi lên đấy mình kiểu cảm giác được, sao tự nhiên lại có người tình cảm nhỉ? Sao thì anh thấy tích 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 nhỉ? Thì các buổi hẹn hò của Tích thì nó diễn ra rất đơn giản mà cũng rất là lãng mạn. Thì tụi mình sẽ đi ăn uống, xem phim, rồi cùng nhau vô một quán rượu van, rồi cùng uống rượu van và trò chuyện. Rồi sau đó có đôi khi mình sẽ lên sân khấu và mình hát một bài hát để dành tặng cho bạn ấy nữa. Và rất là may mắn cho Tích khi mà trong những lần hẹn hò của mình thì chưa có lần nào xảy ra những cái chuyện mà đáng tiếc hết. Dạ, đó là một vài ký ức về mối tình đầu của các chàng trai. Có phải rằng hôm nay cô gái của chúng ta cũng là một cô gái nghĩ rằng bạn sẽ là mối tình đầu của cô ấy hay không? Đạt Kyo, em có cảm nhận điều đó không? Hai cái bạn mối tình đầu của Đạt thì chuẩn bị cưới chị ạ. Mọi người chuẩn bị vỗ tay nha mọi người. Sẽ không đến đây vì mối tình đầu của Đạt. Có khi là mối tình đầu của Đạt không đến mà mối tình đầu của Otis thì đến á. Sao Otis, em đang nhớ ra à? Nhiều quá không nhớ rồi. Nhưng mà em chỉ cần bật mí là lớp mấy thôi? Dạ thì hồi đó có một cái bạn học ở kế bên lớp khác, hình như lớp ba mấy đó. Bạn ấy tên Nhi. Lớp ba mấy hả? Dạ. Là tiểu học hả? Dạ. À, xong rồi có em có cảm nắng chút xíu thôi, rồi có viết lá thư gửi qua. Rồi bạn Nhi phản ứng làm sao? Bạn Nhi có vẻ không hài lòng lắm. Ủa sao em biết hôm nay bạn Nhi tới vậy? Hả? Bạn Nhi tới giữ lại trả lại cho em lá thư năm đó. Có thể nha, thích nha, phải. Trời ơi, phải thì lại một lần bị gài nữa nè. Thôi, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên sân khấu này mọi người ơi. Bây giờ không để mọi người đoán lâu hơn nữa, đó là mối tình đầu của ai? Hoặc ai đã đến để có thể tìm mối tình đầu thật là lộng lẫy và thuần khiết của chính mình trong chính chàng trai ở đây mà cô ấy đã chọn? Xin mời mọi người xem qua clip sau nhé. Mỗi cô gái là một bông hoa, có thể mỏng manh, có thể mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng rực rỡ. Và em là một đóa hoa trà mi, loài hoa mang thông điệp của sự lâu dài, bền bỉ và tình yêu son sắt.
còn anh thì sao? Nếu anh là xương rồng, em sẽ dùng sự dịu dàng để nhẹ nhàng ôm lấy anh. Nếu anh là mặt trời, em sẽ đến bất cứ nơi nào mà có ánh sáng của anh. Nếu anh là sói, em sẵn sàng là cô bé quàng khăn đỏ. Nhưng với em, anh chỉ là anh thôi, người có thể che chở cho em. Em nhỏ nhắn chỉ 3 mét bẻ đôi, nhưng tình yêu của em thì siêu to khổng lồ. Cuộc hẹn đầu tiên của chúng mình sẽ rất đặc biệt. Anh có thích Đà Lạt không? Em đã sẵn sàng rồi, chờ anh thôi đó. Dang rộng vòng tay và đón nhận em, anh nhé. Wow, đúng là có gì đẹp hơn một đóa trà mi mà có đôi mắt giống như là bồ câu buổi sáng sớm vậy đó. Một cô gái thật là mong manh thuần khiết. Mà chỉ còn có khoảng vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm 2022 rồi. Chắc chắn là sự xuất hiện của cô ấy sẽ vô cùng đặc biệt. Không biết là mọi người có cảm nhận như thế nào khi thấy được sự dịu dàng của Trà My và cả hình ảnh của bé Hoàng Khăn Đỏ nữa. Sói Hùng Phạm. Trời lộ kìa. Dạ, thật sự khi mà em xem cái clip thì em rất là ấn tượng với đôi mắt buồn của bạn. Mắt buồn đâu anh? Mắt biết mà. Mắt biết mà. Với em như vậy gọi là mắt buồn. Thế anh nhìn mắt em xem, anh nhìn mắt em xem mắt em buồn hay không? Còn sói Gia Long thì sao? Ủa em còn ở đây không vậy? Alo mất hồn rồi hả? Dương kìa. Long à, đang ngồi là Gia Long mà. Tôi đi. Sao vậy, tự nhiên đẩy qua cho Dương, đang hỏi Gia Long mà. Không nha, nghi rồi chị ạ. Tự nhiên bị pháp sư câm yểm hay sao á? Nghi nha. Sao em, nói dạ gì không, đi chứ. Tại vì em muốn cảm nhận nhiều hơn cho nên là em nhờ Dương nói giùm em thôi. Giờ tôi không nhận lời mời cậu nhưng mà tôi sẽ nói. Em cảm nhận được bạn là một người, em nghĩ bạn là một người rất là trong sáng và thuần khiết. Có đúng như gu của em không? Một cô gái dịu dàng, mong manh nhưng cũng cá tính. Cũng có một vài cái ở trong cái người con gái mà em cần. Ở đây ai thích đi hẹn hò Đà Lạt nhỉ? Em ạ. Hưng, vâng. Anh Quang và Phí Ngọc Hưng. Đạt nữa à? Rồi, vậy thì có thể là cái vùng trung tâm này nè, từ quận 2 cho tới quận 6 rất là đáng nghi. Hãy chuẩn bị hành lý Đà Lạt đi nào. Còn bây giờ xin mời đóa trà mi xinh đẹp của hôm nay, nhân vật nữ chính của Tỏ Tình Hoàng Mỹ xuất hiện. Em tên là Trà My, nghề danh của em là Timmy Nguyễn. Timmy viết tắt cho chữ Trà My á. À, Timmy. Em thấy bạn ở bên ngoài xinh hơn ở bên trong ảnh với trong video. Đúng rồi. Em nghĩ nếu mà anh Minh Hưng viết tắt nghệ danh tên gì? Mihu. Dạ. Còn anh Quang? Anh Quang là Aquafina. Em tính nói luôn. Em thế cho anh hỏi, em nghĩ anh Phí Ngọc Hưng thì sẽ có nghệ danh là gì? Em nhìn ảnh hình như không phải anh Phí Ngọc Hưng đúng không? Hay. Thế em thấy ảnh giống ai cái anh đang ngồi đó đó? Cái anh đang ngồi ghế số 6 là giống ai? Otis Nhật Trường đúng không? Thế thế giới của anh Otis thì ai đang ngồi? Dạ anh Hưng. Anh Hưng, vậy là em nhận ra rồi. Đấy, vậy là cái quận 3 tới quận 6 đáng nghi lắm. Thôi, về chỗ. Ai về nhà đấy. Chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về đóa hoa trà mi này có sở thích như thế nào, bạn ấy mô tả bạn trai mà mình yêu thích ra sao. Chúng ta nhìn lên màn hình một chút nha. Đây, những hình ảnh và những tâm sự của bạn Trà My 24 tuổi. Hãy buông bỏ nếu không muốn kết thúc. Hãy buông bỏ nếu muốn kết thúc chứ em, đúng không? Tại sao nó không muốn kết thúc? Em có một châm ngôn sống như thế này. Khi mà em muốn có một điều gì đó, em muốn đạt đến một cái điều gì đó thì em phải học cách buông bỏ nó trước. Dạ. Còn khi mà mình cứ muốn phải có nó, mình muốn làm mọi thứ để có nó, mình bắt buộc nó phải có liền ngay bây giờ thì mình sẽ càng đẩy nó ra xa hơn. Dạ. Nên là khi em muốn có một điều gì đó thì em sẽ thả lỏng cơ thể và suy nghĩ tích cực. Em sẽ nghĩ nó, mình sẽ đi đến nó từ từ. Giống như là tình yêu là những thứ tự nguyện ở lại chứ không phải là cố gắng giữ lại, phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Chị hiểu rồi. Tưởng là mâu thuẫn nhưng thật ra là rất là hợp lý. Chiều cao
của người ấy trên 1m7, giống Tả Nhật Trường nhỉ? Sao có lúc nào không đáo em quá vậy mọi người? Cao trên 1m7 mà. Rồi, học vấn là tốt nghiệp cấp 3. Tại sao em không ghi là cử nhân hay là tốt nghiệp đại học? Em nghĩ đơn giản thôi, chỉ cần anh người bạn trai của em có chí tiến thủ, biết làm ăn, biết kiếm ra nhiều tiền là được. Không quan trọng là sẽ học cao. Thế nên em chỉ ghi thu nhập vừa vừa khoảng 10 triệu một tháng thôi là được rồi. Dạ, đúng không? Dễ thương quá. Thân hình cao và không quá gầy. Vậy là em loại trực tiếp Tuấn Dương à? Dạ không sao, nếu mà được thì về mình sẽ chăm cho ảnh mặt hơn. Là nếu mà về là em tính luôn rồi. Dạ. Thí dụ ăn những món gì em nghĩ là sẽ có thể bổ béo nhanh nhất? Ăn đồ ngọt. Tuấn Dương thích ăn đồ ngọt không em? Anh lại không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Ây chà. Vậy thì anh ăn em. Ăn những thứ em nấu nha. Ăn những thứ em nấu. Mọi người nghĩ cái gì vậy? Nghĩ gì mà giống chị nghĩ vậy? Rồi. Tính cách phải hài hước. Ủa? Hài hước mà còn khó gần. Anh Quang ạ. Em thấy anh vừa hài hước vừa khó gần luôn. Rồi, anh Quang. Em ý em Tả Quang đúng không? Ngại. Ngại rồi. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Hài hước mà khó gần có thể miêu tả chính bản thân của Trà My luôn đó. Dạ đúng rồi. Trong thì có vẻ lạnh lùng, có một chút ma mị, một chút hiền và hơi một chút mỏng manh. Nhưng mà bạn ấy nếu mà chạm trúng vào tính cách thật của mình thì mình rất là thoải mái, rất là dạ, hài hước rồi. Phải không? Dạ, bấy nhiêu đấy là thấy bao nhiêu gợi ý cho chàng trai của chúng ta rồi. Vài tiếng nữa thôi, sẽ đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Em có mơ ước đặc biệt gì cho bản thân mình không? Cho năm mới nè. Được ở bên cạnh gia đình và bên cạnh người mình yêu thương. Dạ, đơn giản vậy thôi, chỉ là đủ ấm áp không? Quá ấm áp và dễ thương. Chương trình sẽ chuẩn bị pháo hoa sẵn. Nếu như có kết quả mỹ mãn là bắn tung trời luôn. Dạ. Còn bây giờ sẽ là những lời chúc tốt đẹp dành cho quý vị khán giả đã yêu thương, ủng hộ cho chúng ta suốt thời gian vừa qua. Minh Hương sẽ gửi lời gì thật là nhanh chóng đến với mọi người nào? Dạ vâng, vài tiếng nữa năm mới rồi thì em xin gửi lời chúc đến mọi người là luôn luôn giữ sức khỏe là cái đầu tiên đã. Cái thứ hai là mọi người luôn được hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của mình. Dạ. Với em là chúc năm mới thì em muốn gửi tới tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe. Tại vì cái năm vừa rồi với năm nay thì em hy vọng sẽ có nhiều sức khỏe hơn để mọi người bình an hơn. Còn Otis xin chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an. Và hy vọng rằng là tất cả các công việc của mọi người sẽ hoạt động trở lại như bình thường. Và mọi người sẽ kiếm thêm được nhiều thu nhập để vượt qua khó khăn trong cái mùa dịch này. Mình Anh Quang xin chúc mọi người một năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương bên gia đình và bạn bè. Còn mình Đạt Vô xin gửi lời chúc tới toàn thể mọi người một năm mới bình an và ngập tràn niềm vui và may mắn. Còn em thì mọi người chúc hết rồi, em chỉ chúc cho anh Quang là năm nay lấy vợ. Phân Đông năm mới xin chúc tất cả mọi người một năm mới có rất nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, luôn yên vui với gia đình. Dạ. Dương xin chúc tất cả mọi người trong năm mới sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sự may mắn, tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Còn riêng em thì em sẽ muốn chúc mọi người sẽ đạt được mục tiêu mà năm nay mình đặt ra. Dạ, quan trọng nhất vẫn là bình an ở trong trái tim, tâm bình thế giới bình ha Trà My ha. Dạ, và bây giờ để chúng ta có thể chắc chắn rằng cô ấy đến đây vì ai, xin phép chị tò mò một xíu nha, mình không có phỏng đoán nữa. Mà chị xin mời gửi cho em một danh sách chín quận của chương trình. Nếu mà em cảm thấy là chiếc ghế nào gây ấn tượng đặc biệt với em và trùng khớp mà em đã hình dung ra, gương mặt mà em đã thầm thương trộm nhớ, thì em click vào trong cái việc tạo buổi hẹn hò với người đó nha. Xin mời em. Xem lướt nhanh qua Minh Hưng quá vậy. Dạ. Thấy cũng được mà. Không sao, em có thể coi lại được nha. Em run quá. Em run quá hả? Dạ. Anh này photoshop nhiều ha. Ở ngoài đẹp trai hơn. Ở ngoài đẹp hơn đúng không? Nói chắc nó Tuấn Dương á. Anh này vừa đổi màu tóc này. Em vẫn nhận ra đúng không? Dạ nhận ra. À là em. Gia Long rồi. Gia Long. Click vào luôn đi. Ê. No. Theo phán đoán của em nhá, thì bạn ấy sẽ đến vì anh Hùng. What? Không, anh Hùng hoài vậy. Tại sao? Tại sao ta? Thì em cảm giác vậy thôi. Chị đã có kết quả rồi. Nào cô bé quàng khăn đỏ, em nghĩ xem sói đang ngồi ở đâu. Em hãy dùng linh tính trực giác của phụ nữ đi. Em nghi ngờ là anh Hưng. Wow. Ê,
em khóc. Khóc à? Em không nghĩ tại sao Trà My lại đoán đúng như vậy luôn. À, em không có trăn trối gì hết hả? Đoán đúng. Tại vì em không biết chơi trò này như nào cả mà Trà My đoán đúng em rồi. Tự nhận luôn. Bây giờ mọi người đề nghị kiểm tra phong bì của em, diệt khẩu em trước. Nếu mà là đúng là em là sói á thì em sẽ bị phạt, bị tất cả mọi người phạt, còn nếu không á mọi người sẽ bị phạt. À, để bây giờ em kiểm tra nhá. Ôi không không ờ từ không thì bây giờ ngay bây giờ chơi luôn đấy ạ. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Kiểm tra luôn hả? Cho Trà My kiểm tra đi. Phương Đông ạ, mời Phương Đông lên đây. Đây anh sẽ làm shipper cho em. Đây là cảm nhận của Trà My này. Đây, nhưng mà không phải, không phải. Cái đó là của Otis. Hai người này giống như cứu nhau vậy đó mọi người. Không hề cứu. Sai sai đâu. Khi là hai con sói thì sao chị? Không sao. Nếu mà diệt khẩu Hưng không được, lát nữa mình diệt Otis luôn. Oh no. Em hãy vạch trần phía dạ. Ngọc Hưng đi. Thì để em xem thử. Em hồi hộp quá. Coi như cái không ai làm chức năng này coi như là reset lại trò chơi ha. Thế bây giờ em sao? Bây giờ em không biết chơi trò này, bây giờ em là sẽ như nào? Thì mọi người không bị phạt. Thế bây giờ em được chơi ra. Thôi bây giờ theo đúng luật đi, em muốn làm gì mấy người đẹp cũng được hết. Thôi em không muốn làm gì cả. Vậy là chúng ta đã loại trừ được một nhân vật khả nghi, đó là Phía Ngọc Hưng rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đặc biệt của ngày hôm nay, đó là phần từ khóa. Trà My ơi, em có lạnh lắm không? Em có cần thêm một cái áo khoác để ngồi thoải mái hơn không ta? Đó, lực lượng phản ứng nhanh xuất hiện. Sói xuất hiện liền. Em cảm ơn anh. Anh thấy em mặc váy hơi ngắn á. Dạ, tại vì nãy giờ em cũng nhìn anh hoài luôn á. Tại vì anh ngồi vị trí giữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, quá hợp luôn. Cảm ơn nha Đạt Thiêu. Em mặc phong phanh thế kia mùa đông có lạnh lắm không em? Không ạ. Sói lông nhiều. Bao phủ rồi. Cho lên giàn luôn đi. Thôi cho Linh vàng là lát nữa đi. Thời gian này là dành cho Trà My đúng không? Là người quan trọng nhất với 10 từ khóa. Xin mời. Em có từ khách sạn ạ. À, em muốn tò mò từ khách sạn. Xem thấy cái gì đầu tiên không vậy? Phía Ngọc Hưng. Hay. Còn thì em không biết là có phải nhà em là mở khách sạn hay không. Chị Trinh hay thiệt luôn chứ. Thật ra nhà em không có mở khách sạn. Đây là một câu chuyện dở khóc dở cười em đã từng gặp qua, đó là lúc em học cấp 3. Lúc em học lớp 10 là em có đi chơi chung với lại một nhóm bạn. Thì có biết một anh ở trong đó. Anh rủ em đi chơi rất là nhiều lần nhưng mà vì em không thích á nên em từ chối nhiều lần. Nhưng mà thấy từ chối nhiều quá thì cũng kỳ nên em nghĩ là hay thôi thì bạn bè mình đi uống trà sữa cũng được. Thì khi mà anh đến đón em xong, vừa đi trên đường cái anh nói em là em có tin anh bắt cóc em không? Xong rồi y như rằng luôn, anh chở em thẳng vô khách sạn luôn anh. Lúc đó em bị đơ, em không làm được gì hết. Xong rồi cái ông chủ khách sạn xuống hỏi là mấy tiếng như bình thường đúng không? Cái em nghĩ là chắc là đi nhiều lần lắm rồi. Sau lúc đó em mới ngộ ra thì em mới khóc. Em khóc, em la làng lên, em mới chửi. Em bỏ đi ra ngoài, em gọi điện cho bạn tới rước á. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì ảnh có đi theo xin lỗi. Thì từ đó trở đi là em không nói chuyện, cũng không có gặp ảnh luôn. Anh lại tưởng anh ấy bị đau bụng hay phải vào khách sạn gấp. Chắc là Đạt hay kiểu thế đúng không? Đúng rồi. Đang đi bảo anh đau bụng quá. Chị không nghĩ là mọi sự trong suy nghĩ của ảnh có thể dễ dàng và có thể nhanh chóng như vậy. Ở trong đó không chỉ là cái sự tán tỉnh vui đùa của tình cảm hời hợt đâu, mà nó còn là sự không tôn trọng một cách cao độ. Này mình hỏi thiệt với nhau nha, đã bao giờ bạn nghe cái câu chuyện mà bạn bè ngồi lại với nhau, con trai khoe rằng là tôi đã có thể đưa bao nhiêu cô đi khách sạn không? Thực ra là hồi năm em học cấp 3 em có chơi với là một đám bạn á. Trong đó có 5 bạn, em nữa là 5.
thì bốn bạn đều là chat boy hết, và các bạn lúc nào đi ra uống cà phê cũng ngồi kể là ờ đó hôm nay mới như vậy nè. Sau bạn đó, sau khi mà các bạn nó đạt được cái mục đích đó rồi, bắt đầu các bạn nó sẽ đổi qua một người khác kiểu như vậy. Wow, đúng là một câu hỏi á, chúng ta nghĩ rằng là nó nhạy cảm nhưng mà thật sự nó còn nhạy cảm hơn như gì chúng ta nghĩ, nó phải không phía Ngọc Hưng? Tự thì bạn trai như vậy thì em cũng có biết nhiều rồi. Bạn trai khi mà có một cái gì đấy thì người ta nghĩ là đấy là thành tích của người ta ấy. Nhưng mà bây giờ em còn thấy có cả những bạn nữ đều cũng như vậy cơ ạ. Thật á? Vâng ạ. Là nghĩ rằng là mình cũng là trap girl, là mình cũng đã có được rất nhiều các chàng trai đã qua đêm với mình thì đó là thành tích. Em nghĩ điều đó, định nghĩa đó ra sao? Thì đấy là tùy theo mỗi người suy nghĩ thôi. Nhưng mà em thì em không thích cái điều đấy ạ. Rồi, thì đó là quan điểm. Cảm ơn Cammy đã rất là thẳng thắn chia sẻ câu chuyện này để mọi người nhìn nhận với nhau rằng là liệu đó có phải là chiến tích hay không, hay đó là một cái sự trẻ con về cái sự thiếu chín chắn của mình và khá là mất tôn trọng, thậm chí còn bị đánh giá về đạo đức, nhạy cảm đấy chứ. Nhưng mà em đã rất là thẳng thắn. Từ khóa tiếp theo nhé. Từ khóa tiếp theo em muốn hỏi bạn ý là từ gặp một lần, có phải là em đã gặp một trong số bọn anh một lần hay sao, hay là em đã từng gặp cái bạn mà hôm nay em muốn đến để tìm hiểu một lần đúng không? Em chưa gặp mấy anh ở ngoài lần nào, thật sự là như vậy. Còn về từ khóa này em xin được chia sẻ đó là bình thường á, em cũng không được xinh đẹp lắm đi, nhưng mà em có cũng may mắn là có rất là nhiều anh nhắn tin làm quen với em. Thì có một anh đó thì anh nhắn tin với em qua lại một phần là do hai bên gia đình cũng có quen biết nhau á, thì em mới thấy là ok em sẽ gặp. Gặp thì lúc đó em chưa có cảm tình, nhưng mà khi gặp rồi á thì em mới có cảm tình với ảnh. Trong cái cuộc trò chuyện của em từ đầu tới cuối em thấy rất là bình thường, nhưng mà không biết nó có điểm gì bất thường hay không. Thì sau khi gặp xong thì về á, ảnh kiểu không gặp em lần thứ hai nữa. Nhưng mà trường hợp này có xảy ra nhiều lần hay không, hay là chỉ với cái anh bạn đó thôi? 3 lần. Vậy thì mình thử hỏi các bạn đây một cách thẳng thắn nha. Nếu mà trong trường hợp đó thì là Đông có ý kiến gì? Theo em nghĩ thì là như này. Em cũng có thể nhiều trường hợp là em đừng có nghĩ là vấn đề nằm ở mình. Chỉ đơn giản cái câu chuyện nó là em không phải là cái gu mà người ta muốn tìm. Chỉ đơn giản là người ta cảm thấy không hợp nữa thì người ta sẽ không gặp vậy thôi. Bởi vì là càng gặp những lần sau thì càng lại hiểu lầm cho em mà chuyện nó không đi đến đâu cả. Nên anh nghĩ là có thể là người con trai nó biết dừng đúng lúc. Em xin lỗi nhưng mà em cũng đã từng gặp trường hợp giống hệt bạn. Tại vì sao? Bởi vì là em trước đây em cũng có tìm hiểu một bạn. Bạn nữ ấy cũng bên ngoài bọn em nói chuyện được tầm 3 tháng rồi. Và bạn ấy cũng rất là muốn gặp em, và em cũng rất muốn gặp bạn ấy. Nhưng mà cho đến khi bọn em đã gặp được nhau này, bọn em đi uống nước cùng nhau, trong khi uống nước rất là vui vẻ. Sau đó thì bọn em có đi xem phim cùng nhau. Xem phim xong thì như thường lệ thì em đưa bạn ấy về. Và sau khi em đưa về thì không còn thấy bạn ấy nhắn tin lại cho mình nữa, và cũng không có một cái liên hệ gì nữa. Thì em cũng đang rất là tò mò, và em cũng không hiểu tại sao là em là người đầu tiên gặp trường hợp như thế, nhưng mà hôm nay thì thấy bạn cũng là người đầu tiên gặp trường hợp. Mà hôm đấy em có trả tiền nước không? Em có có trả nhưng mà chia đôi. Nhưng mà ví dụ như anh Đông nói, ví dụ như em là cái bạn trai đó thì em cũng phải nói một lý do là anh cảm thấy mình đang như thế này, mình không hợp một như nào đấy, thì em sẽ bảo bạn ý để dừng lại. Chứ đây em không thấy cái hồi đáp từ bạn ý thì em hơi tò mò một chút. Hay là bạn bị hack Facebook? Dạ không, em thì nghĩ khác, có thể là nó vui. Nhưng mà em lại nghĩ có thể là bạn trai đó đang cho mình cái sự gặp gỡ để xem bạn nữ như thế nào. Nhưng mà thật sự sau đó thì bạn mới có cảm nhận là mình không thích con gái. Cũng có thể là bạn đó đang cố gắng theo gia đình. Dạ đúng rồi. Làm hài lòng gia đình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng bạn đó không có thích con gái. Dạ không, cái đó mình em nói vui, nhưng mà thật sự là có những trường hợp là như vậy. Thì có nghĩa là họ tự cho mình cái quyết định là đi gặp gỡ thử một cô gái để xem thử thật sự mình có còn tình cảm hay là mình có thích con gái hay không. Nhưng mà sau khi mà họ gặp xong hoặc là nhiều lần rồi, họ lại cảm thấy họ không có cảm xúc với con gái. Giống như thế này nè Trà My, đôi khi mình sẽ nhìn xuống mình thấy anh Quang có vẻ không tập trung. Thí dụ đi ha, mình sẽ tự suy diễn là anh Quang ngày hôm nay đau bụng, hay là ảnh cảm thấy là không hứng thú với nhân vật nữ, hay là anh Quang anh ấy đang có suy tư gì về tiền bạc. Và tất cả những suy diễn của chúng ta đó chỉ là suy diễn mà thôi, thì là không có đúng. Mà cũng hơi tội cho anh Quang đó, mình không hỏi thẳng là tại sao bạn lại như vậy. Thì giống như là Otis sẽ nói là hôm qua em rất háo hức về chương trình, nhưng mà em uống một viên thuốc ngủ đem đi ngủ sớm, cuối cùng thuốc ngủ không hoạt động, và ngày hôm sau mới hoạt động, và cuối cùng em rất là giật giờ và rất là mệt, chứ không phải là em không hứng thú với chương trình. Vậy là có nhiều lý do chúng ta không ngờ trước được. Và đừng có đổ lỗi cho bản thân mình là mình chính là cái lý do đó, và mình tự buồn. Tự tin lên nhé, nếu thích thì cứ hỏi thẳng đi. Tự tin. Từ khóa tiếp theo đi nào.
Em muốn chọn ai? Ai em cũng muốn chọn á. Dạ. Vậy chọn đối tượng trung tâm trước ha. Dạ, em chọn anh. Anh muốn hỏi em về từ khóa giác quan thứ 6. Không biết là em có thể phán đoán một người hay là em có thể đọc vị được trước tương lai hay là gì? Mỗi người đều đi làm mỗi công việc như em. Em đi làm em hay tiếp xúc với lại nhiều anh đẹp trai, hay là có nhiều anh hay nhắn tin cho em và em phải trả lời chẳng hạn, em đều kể hết. Chung em không giấu bất cứ một điều gì cho các bạn nam đó. Tại vì em nghĩ là hai đứa không có bí mật thì nó sẽ không dẫn đến nghi ngờ nhau, thì mình sẽ đặt niềm tin vào đó nhiều hơn. Thì em cũng muốn bạn nam cũng vậy. Nếu giấu một hai lần những cái chuyện nhỏ nhặt á thì em nghĩ nó không có đáng để mình phải cãi nhau hay như thế nào, nhưng mà nếu như có liên tiếp nói dối nhiều lần như vậy á, em sẽ bị mất niềm tin ở bạn đó. Ừ, chị hiểu rồi. Vấn đề ở đây là mình phải thẳng thắn với nhau đúng không? Dạ đúng. Dạ. Rồi ở đây thì tất cả các chàng trai chắc chắn cũng là những cái người đã nhận được nhiều tin nhắn, không chỉ của fan hâm mộ, của những vệ tinh, chị gái, em gái, bạn gái, bạn trai xung quanh. Đó, Hùng cười quá là Hùng đã từng có kinh nghiệm xử lý vụ này rồi, phải không? Khoái. Rồi bạn có kể cho mọi người nghe không? Đặc biệt là cái người bên cạnh bạn là hôm nay mình nhận được nhiều quan tâm lắm nè. Có bạn này hỏi thăm cái này nè. Thật sự thì mấy cái đó em ít có kể cho ai nghe lắm. Tại vì đôi khi em nghĩ đó là sự nhạy cảm. Ví dụ như bạn nữ muốn nghe, nhưng mà bản thân bạn nữ là một người nhạy cảm quá mức, hoặc là hay ghen, thì đôi khi cái sự thật đó nó sẽ làm cho bạn nữ này, có thể bạn chấp nhận nhưng bạn sẽ bị khó chịu. Và từ cái sự khó chịu đó bạn sẽ sinh ra là không thích, hoặc là cấm đoán, hoặc là như thế này thế kia, thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của bạn nam. Dạ. Có nghĩa là bạn nam rất muốn kể, nhưng mà tại vì cái cô gái bên cạnh bạn nam quá nhạy cảm, cô ấy nói như vậy nhưng mà khi kể cô ấy nghe, cô ấy là khó chịu, ấm ức miết trong lòng, thì thành ra cái người bạn nam cũng rất là khó xử. Đúng là có thể có nhiều bạn nữ, mỗi người sẽ có mỗi tính cách khác nhau. Nhưng mà ở đây em đang nói về tính cách của em. Em nghĩ em sẽ thấu hiểu cho bạn nam, tại vì em cũng đã trải qua cái mối quan hệ đó rồi. Tại vì như em nói rồi, nếu như anh không nói dối thì em sẽ tin tưởng 100%. Nói chung đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, mỗi người có một cách giải quyết. Một cô thì thích rõ ràng, một người thì sợ người yêu của mình tổn thương. Cách nào cũng đúng, quan trọng là tìm được đối tượng hiểu mình. Dạ, thôi. Đúng rồi. Dạ. Và xin mời Gia Long với từ khóa tiếp theo. Em muốn hỏi là 10 kg. Dạ, 10 kg. Nãy giờ Otis cũng thắc mắc. Cho em hỏi mấy anh ở đây có ai đã từng giảm 10 kg trong một thời gian ngắn không? Mà không có chủ ý giảm cân. Chính xác là 8 kg. 8 kg. Dạ, 8 kg. Em bị mất tới 4 kg cơ trong vòng 6 tháng tại vì bỏ tập, và em giảm hết, hốc hết mặt hết mày luôn. Em có biết, em có coi. Lúc đó nhìn khuôn mặt của anh hốt lắm. Chỉ là vô tình thôi. Hưng hồi nãy cũng có giơ tay phải không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà em là chủ đích để giảm chứ không phải là tự giảm. Thời đó em mập nhất là bao nhiêu ký? Là em 82 ký thì ạ. Wow. 82 mà với chiều cao một khoảng 1m84 thì cũng đâu có phải là mập lắm đâu đúng không? Nó béo rồi nó bị sồ ra, em bị béo bụng á. Là khi mà em 82 cân thì em rất là béo, sau đó thì em phải kìm lại và tập theo chế độ thì nó mới về lại cái vóc dáng bây giờ. Em thì lúc nào cũng có chủ đích giảm cân hết, nhưng mà cái khoảng thời gian đó là em không có chủ đích giảm cân luôn. Bình thường em có chủ đích là không giảm được nha, nhưng mà thời gian đó không có chủ đích thì em đã giảm tới 10 kg trong vòng 3 tuần. Yeah. Thì lý do đó là lúc em học lớp 7 gia đình em có một biến cố, thì từ một đứa trẻ có tất cả mọi thứ trong tay thì bỗng em không còn có gì. Thì em lúc đó em bị vấp ngã, em bị chơi vơi á, giống như là tại vì gia đình mình cũng đang bận lo cho cái biến cố đó, chỉ còn một mình thôi. Thì em mới nghĩ là em sẽ đặt mục tiêu cho em, khi mà em 18 tuổi em sẽ sinh gia đình ra ở riêng và tự lập, sẽ tự đi học, tự đi làm. Thì khi em lên đây á, em đi học, em vừa đi làm, công việc nào em cũng làm hết. Nhưng mà khi mà em học xong thì ba mẹ với anh hai em luôn áp lực, rất là áp lực vì muốn em phải về nhà gần ba mẹ. Có thể đối với mọi người đó là một câu chuyện bình thường, nhưng đối với em nó rất là áp lực. Tại vì em là người thiên về gia đình, em rất là thương ba mẹ, em không có muốn về phải trở thành gánh nặng. Nên là em suy nghĩ hoài tới nỗi mà em bị stress luôn. Trong 3 tuần đó em không có ăn được, không uống được. Vòng eo em từ 73 xuống còn 62 thôi. Chị đoán mới vậy mặc đồ size S đúng không? Mà còn rộng nữa đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em xuống 50kg, xuống 10kg còn 40kg. Bây giờ là đang 40kg. Dạ, hiện tại thì em đỡ hơn rồi, em 42kg. Rất là nhỏ nhắn, khung xương bé bé, dễ thương. Một số ký vừa phải đấy, không phải là quá gầy đâu.
Chị cũng nhắc luôn là thử thách dành cho sói đó sẽ kết thúc hết phần trò chuyện này. Nếu như bạn chưa làm được thử thách thì là tới công chuyện với chương trình. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện nhé. Dạ. À, xin mời anh Quang. Anh muốn hỏi với em về cái dữ liệu. Điều anh nghĩ có phải là em là một người con gái luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh mình không? Cái này em nghĩ là sau sẽ là cái từ khóa cuối cùng, được không ạ? Em sẽ giữ lại từ khóa cuối cùng. Hồi nãy em thấy anh Phạm Hùng có muốn hỏi á. Lại là anh Phạm Hùng. Anh ấn tượng với câu hứa là làm. Có nghĩa là em là một người rất là thực tế. Có thể do em đã trải qua nhiều thứ nên là em có kinh nghiệm một chút xíu nào đó. Em không có hứa, mà em cũng không có muốn bạn trai em phải hứa khi không làm được. Khi bạn nam hứa với em á, em sẽ vui và em sẽ trông chờ, sẽ hy vọng mong nó tới. Nhưng mà khi tới không có em sẽ bị thất vọng. Hứa thật nhiều, đừng có thất hứa thì cũng thật nhiều nhá. Thế Hùng đang nghĩ về lần hứa nào vậy? Hình như là Hùng không bao giờ hứa đâu đúng không? Em đó là câu slogan của em trong em tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ hứa bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Vậy chắc là cái thiết kế của từ khóa này dành cho em rồi. Nãy giờ mấy cái từ khóa cứ nhắm về phía bên phía quận 2 thế nhở? Em thấy anh Hùng có nhiều điểm chung đấy. Nhưng mà Hùng đừng quá đắc chí nha, đừng như Otis nha. Dạ. Yeah. Bây giờ quay trở lại với phía Ngọc Hưng cứ đứng ngồi không yên. Là em chuẩn bị thực hiện thử thách hả hay sao? Không phải, chắc là phát hiện ra một cái điều gì đó. Em thấy thế ạ. Tại vì lúc em nhìn thấy anh Quang đang lò mò mở tờ giấy ra. Thêm nhiều chữ đấy. Vậy em có đọc được chữ không? Em không đọc được nhưng mà em nhìn trong đấy rất là nhiều chữ. Thì chắc chắn là anh không phải ở dân làng rồi đúng không ạ? Hồi nãy cái tờ của em ghi á bạn chính là dân làng tới 5 chữ lận đó. Thì nó ngắn như vậy thôi nhưng mà của anh phải đến 5 dòng chị ạ. 5 dòng? 5 dòng, 5 dòng, 4 dòng, 4 dòng, 5 dòng gì ạ? Thì em nghĩ chắc là sói thì có nhiều dòng mà. Quang, nếu mà em xem rón rén là được không? Em xem hồ hởi, em xem thì mà em sẽ lộ liễu như vậy thì không, anh cứ xem tồn tén đấy chứ mà. Thế xin phép Trà My nhé, cho bọn chị giải quyết chuyện gia đình một chút. Bây giờ là tính làm sao? Nhưng mà xí, tự nhiên cái hồi nãy như thế này, trong lúc mà mọi người đang tập trung tới bạn nữ thì em thấy Tuấn Dương và Phương Đông Xù xì với nhau. Tuấn Dương không có người nữa rồi. Xù xì nữa chị. Cái xong rồi em quay qua em hỏi Tuấn Dương là có chuyện gì. Thì bình thường như là Tuấn Dương thì Tuấn Dương sẽ kể với em. Đúng. Nhưng mà lần này cái không quay qua giống như là mình bị phát giác á. Chứ mình kiểu, ủa, đâu có cái gì đâu. Đâu có cái gì đâu cậu đó. Vậy mình tịch thu cái phong bì của Tuấn Dương trước. Không, để em giải thích. Tại vì em không nghe anh Đông nói gì cả. Nên em quay sang em bảo là tớ không nghe gì hết. Thì tự nhiên cái bạn ấy nghi em. Không, anh nghĩ là người em qua nói thật đấy. Đúng rồi. Đây cũng hơi là sói. Tại vì sao hồi nãy Otis có nói gì nè. Em là dân làng. Mà anh có phải dân làng không? Anh nói anh phải dân làng. Bây giờ em cho anh coi cái phong bì của em nè. Anh dám cho em coi không? Thì anh cứ thì nhưng mà thì anh nói chuẩn bị đưa em thì nhưng chính, mà anh chậm lắm chính anh kiểu Ali mơi mơi bảo là không được xem. Thế là anh cất lại, anh sợ chính biết chứ ấy chính đang nhìn. Nhưng mà Quang là tại sao em tới 5 vòng lận? Ủa em nhìn rõ không, em nhìn rõ không, hay là lúc ấy là do ánh đèn chiếu xuống? Không, ba người nhìn thấy cái chữ ấy nó màu đen. Thế bây giờ mình tính sao với lại Quang đây này? Nếu như mà Quang là sói thật á, em được quyền làm bất cứ thử thách gì, bắt Quang làm cái gì cũng được. Nhưng mà em phải ác mà. Từ từ em ơi, nếu mà sai là em bị phạt đấy. Ừ, nếu mà sai, nhưng mà em phải tin. Bây giờ nếu mà anh phạt em ấy thì tất cả anh em ở đây sẽ chịu phạt hộ. Dữ liệu này là không sai được luôn. Tại vì sau 5 vòng, đầu tiên là bạn là sói, bạn phải làm bất cứ điều gì. Ủa sao rành quá vậy? Ôi. Nếu như ai là sói thì phải thực hiện yêu cầu của chương trình đề ra. Thì Otis đang ghép lại rằng là bạn là sói, bạn phải thực hiện những yêu cầu của chương trình đề ra. Thì cho nên nó có 5 vòng. Thôi Otis, không có gì phải quạo hết á. Vâng, trời ơi. Kính thưa chư vị thẩm đoàn, bây giờ đang có hai gương mặt đây là Otis và anh Quang. Bây giờ mọi người hãy lựa chọn đi một trong hai phong bì này. Nhưng mà tên Otis đi. Cái cách chơi của Minh Hưng này. Đây mới là một con sói. Đúng rồi. Đây mới là một con sói đích thực rồi này. Anh có chắc chắn anh muốn lấy phong bì của em không?
Không, mọi người cùng vote mà. Anh đang đưa sự kiện cho mọi người thôi. Minh Hưng này nè, anh có muốn lấy phong bì của em coi không? Cười đúng sợ. Lấy, đừng lấy. Cả lớp cho tôi. Bây giờ tôi không tin ai cả, tôi tin Trà My. Bây giờ Trà My, em được quyền tịch thu một trong ba phong bì của những người đáng nghi kia. What? Tự nhiên mình ra nói để làm gì bây giờ mình... Oh no. Nếu như mình chọn đúng là có một sói trong đó thì mình có thể bắt con sói làm bất cứ thứ gì em muốn. Nãy giờ em quan sát á, thường em chơi ma sói á là sói thường hay nói nhiều lắm, mà thường kiểu hay đổ qua người khác á, thì em thấy anh notice á. Tại sao là nghĩ vậy? Anh cứ đổ thừa qua bên anh Quang á. Thôi Quang, không anh nói nữa, Chân Làng im lặng đi. Xin mời Giang My, em cứ tới em tịch thu liền, chẳng cần nói nhiều. Xin em ơi, Chân Làng ơi. My ơi. Dạ. Em bây giờ em chắc chưa? Dạ em chắc. Xin không sao đâu My, em không bị phạt đâu. Để Dân Làng bị phạt. Đây, bạn ấy chắc chắn rồi. Để xem coi Otis có phải là ma sói hay không nha. Trời ơi là trời. Rồi rồi, bây giờ My mở ra nhé. 1, 2, 3. Bạn là Dân Làng. Anh đấy. Ôi, xem ai đang mỉm cười kìa. Đôi khi mọi người phải biết tin người. Này chị này, một người mỉm cười này, hai người mỉm cười này. Đấy, anh đâu thấy cho anh tính hai con sói đấy. Em thấy em có lỗi với anh Otis với lại anh Phí Ngọc Khương quá thôi. Bây giờ em cho hai anh lựa chọn hình phạt được không? Ok. Em lên đây để chương trình báo cho em biết. Đây. Ồ, đây là phần thưởng mà. Lên đây, đây là phần thưởng dành cho em, người đã bị ám hại bởi Dân Làng. Đây đi đây. Rồi. Rồi, quận 1 nha, quận 1. Em chỉ quận nào chị sẽ nói cho em biết là cái quận đó có phải không? Từ từ để em nhìn nha. Cho anh đứng kế em được không? Đây nè, đợi nè, em phải đứng đây. Thế em cũng phải biết. No. Bây giờ ngoài người ta không mấy nhiều sói lắm. Nhiều lắm. Nhiều một bầy đấy ạ. Hưng, này đấy. Ô, Gia Long công kích anh à? Em không, em đang đứng về phe Dân Làng thôi. Vậy bây giờ em sẽ xin phép lấy phong bì của Minh Hưng. Vâng ạ, Minh Hưng ạ, xin vĩnh biệt cụ. Em xin thông báo cái này là tiên tri chưa có quyền. Và bây giờ My sẽ là người quyết định có mở phong bì của anh hay không. Ok, đây đang là hình phạt của Otis. Otis xem sau, không được tiết lộ rồi. Thôi bây giờ tiếp tục chương trình nhé, mời mọi người về chỗ. Otis không có được lộ đề nhá. Ba cái người này nhá. Mời em ngồi. Ba cái con người này nhá. Thôi đi anh ơi. Anh em nhìn thấy biểu hiện của Minh Hưng đã đủ hiểu ai là sói chưa? Nhưng nếu như con sói này thực hiện được thử thách của chương trình trước khi Otis bật mí cho mọi người nhá nhá kiểu gì đó thì có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Rồi bây giờ xin mời tiếp tục từ khóa tiếp theo. Otis. Ôi, không được coi luôn hả? Hùng đang xem cùng với em phải giữ chức chừng. Có đâu. Từ khóa tiếp theo ạ. Tuấn Dương. Cho anh hỏi từ có một kiểu người. Mấy anh nhìn em bên ngoài nhỏ con đúng không? Bên ngoài nhìn em sẽ hơi mạnh mẽ nhưng mà bên trong em rất là yếu đuối. Em là một người sống rất là tình cảm. Nhưng mà mấy anh đoán thử coi nghĩ em là người như nào? Em vừa nói hết rồi. Thôi vậy để em nói luôn. Có nghĩa là em là một người sống rất là tình cảm. Em rất là dễ khóc và rất là dễ bị xúc động. Chuyện em hối hận đó là em đang đứng mua đồ. Em đi mua đồ, em đang đứng đợi. Thì có một cái cô bán cam dắt cái xe đạp kiểu hồi xưa á, đổi cái nón lá. Cô lớn già rồi. Thì vừa đi vừa đẩy cam vừa ra là ai mua cam không. Nhưng mà nghe tiếng cô rất là thấy thương. Thì em vô, tại vì em lùn á nên em có thể thấy được. Em vô tình em thấy được cái khuôn mặt của cô trong cái nón lá đó là mồ hôi, nếp nhăn mà tàn nhang mà da đang nhẽm luôn. Em thấy thương quá, em đang suy nghĩ với nè, em đang chảy nước mắt em. Thì cô đi luôn rồi. Em mới nói là chết rồi, tại sao em không mua giùm cô 1-2 kg cam chẳng hạn. Có thể em không mua được hết nhưng em có thể ủng hộ cô 1-2 kg cũng không có bao nhiêu. Thì em mới đi tìm. Thì em đi tìm không thấy. Thì lúc đó em ngồi em khóc. Em thấy hối hận. Đúng là có một kiểu người rất thương người, rất tình cảm. Đó là nét nhạy cảm rất đáng yêu riêng của Trà My. Còn nếu thí dụ như là Gia Long đi, em điền vào ba dấu chấm đó đi. Có một kiểu người .. mà là tả chính Gia Long đó, thì em sẽ nói chữ gì ở trong đó? Nhạt nhẽo.
Nhạt nhẽo. Em tự nghĩ mình như vậy, một người 7 triệu followers trên TikTok, một cộng đồng lớn như vậy và nghĩ mình nhạt nhẽo. Dạ. Tại em thì kiểu nhạt. Gia Long vừa khẳng định lại cái điều đấy một lần nữa đấy ạ. Em nghĩ Gia Long rất là dễ thương, kiểu chân thành. Không phải dùng từ nhạc mà gọi là những người người ta thiệt thà quá. Thật thà đấy ạ, chân thành quá, đâm ra cái không có suy nghĩ nhiều khi nói. Kiểu anh Otis đâu? Anh nhìn em có chân thành không? No! anh nghi ngờ em là sói mà anh còn chưa coi. Em mà coi là Hùng nhảy qua đó liền đó thôi. Cất đi từ từ để cho bí mật. Trời My ơi, còn cái những cái từ tiếp theo nè, ví dụ như giữ khoảng cách nè, hay là cuộc hẹn đầu tiên á. Cuộc hẹn đầu tiên, em có một quan điểm đó là lần đầu tiên khi mà em gặp mặt một bạn nam nào đó, thì để có một ấn tượng tốt trong đầu em thì bạn nam đó phải là người trả tiền trong cái cuộc hẹn đó. Đúng rồi. Tại vì em cũng có gặp một số bạn nam á, có nghĩa là em muốn bạn đó trả tiền không phải vì bạn đó không phải có ý đồ không tốt, mà là em muốn bạn đó thể hiện được cái sự ga lăng của mình. Em là một người rất là sòng phẳng, em không có muốn mắc nợ ai. Nên là ví dụ hôm nay anh dẫn em đi ăn, ngày mai em sẽ dẫn anh đi uống nước. Hoặc có thể mình đến với nhau, mình không thể yêu nhau được, mình có thể làm bạn thì em vẫn sẵn sàng. Anh ơi, ngày mai anh em mình có thời gian mình đi uống nước. Hoặc là đi coi phim thì anh có thể mua vé, em có thể mua bắp nước chẳng hạn. Em muốn là khi bạn nam mở lời mời một bạn nữ mình đi đâu đó, đi ăn, đi uống gì đó, thì bạn nam hãy chủ động trả tiền và thật là dứt khoát. Chị thấy em khá là thú vị, bởi vì những video clip mà chị xem á, cảm nhận em là người rất là mong manh, dễ thương và yếu đuối. Nhưng mà khi gặp mặt em ở đây, chị cảm thấy em là người thực tế và rất là lý trí. Chính vì vậy chị cũng tò mò về giữ khoảng cách. Đây là một câu chuyện rất là buồn đối với em. Lúc mà em học lớp 1 là em 6 tuổi á, thì em có chơi chung với lại một bạn nữ bằng tuổi em, học chung trường luôn. Thì gia đình bạn đó là làm dọn vệ sinh ở trong trường. Nhà em với lại trường á cách nhau có mấy bước thôi. Thì chiều nào em cũng sẽ qua trường chơi với bạn đó. Bạn đó có một người anh trai. Thì cái ngày hôm đó anh trai đó qua nói với em là: My ơi, ông ấy nó kêu em qua chơi với nó kìa, nó dọn dẹp xong, làm việc xong rồi. Thì em mới đi qua trường. Thì em ngồi tầm 15 phút em không thấy bạn đó. Thì em mới hỏi: anh ơi, sao ấy đâu rồi, em không thấy. Kêu là: ủa, nó mới ở đây mà, em ngồi đợi đi, không mấy em vô phòng giáo viên lấy chuyện ra đọc đi. Thì khi em bước vô trong phòng giáo viên, em ngồi trên giường và em cầm cuốn chuyện lên em đọc á. Thì cái bạn nam đó, bạn đó đã dở những cái trò nó không chín chắn đâu, không ok đối với em. Đó là bạn đó đè em xuống và bạn đó làm những cái hôn cổ, nói chung rất là nhiều trên cơ thể. Đúng rồi. Thì em lúc đó em kiểu em nghĩ là tại sao người ta lại như vậy kia, sao em chửi. Em chửi là: trời ơi, mày có buông tao ra không? Nếu mà mày không buông tao ra, tao về tao mét mẹ tao này kia. Sao em khóc, em la quá trời luôn, kiểu như em rất là sợ mà người em run luôn. Thì bạn đó nghe em nói là em mét mẹ, mét gia đình, thì bạn đó mới thả em ra. Nói em ngu lắm chị, em về em chỉ khóc và em nhốt em trong phòng thôi, chứ em không dám kể với gia đình. Cho tới bây giờ luôn thì năm 20 tuổi em mới dám kể cho mẹ em nghe. Sau này em cũng gặp một trường hợp giống như vậy, nhưng mà nó bị nặng hơn nha. Có nghĩa là người đó lớn hơn, hai người lớn hơn, thì bắt đầu từ đó cho đi em bị sợ người khác đụng vào cơ thể của em á. Ví dụ như có thể mới gặp hay là gặp nhiều lần cũng vậy, em cảm thấy họ an toàn em sẽ là người chủ động. Còn nếu như mà em cảm thấy họ không an toàn thì họ chỉ cần nắm tay em thôi, em đã cảm thấy rất là khó chịu và em đã phải giật ra rồi. Tức là những cái cử chỉ thân mật á, đối với người ta đó là sự tự nhiên và thân thiện, nhưng mà đối với mình nó gợi lên rất là nhiều những cái ký ức đáng ghét và những ký ức mà mình muốn giấu đi. Ngày hôm nay chị thấy là lần đầu tiên có một bạn nữ mang những cái câu chuyện rất là thực tế, mà bởi vì có nhiều bạn nữ đã trải qua nhưng không dám kể những câu chuyện đó, nên Việt Nam của mình á, mỗi ngày vẫn xảy ra rất nhiều những sự chấn động tâm lý bởi các bé gái đã bị lạm dụng tình dục, hoặc là những cái việc mà trẻ em bị chính những người thân ở xung quanh mình tạo nên những cái vết hằn tâm lý tới bây giờ họ vẫn không quên được. Và người ta nói rằng có sao đâu, con nít mà, nhưng mà tới bây giờ thì giống như em thấy, mình vẫn không có thể nào làm quen được với chính cảm giác một sự kết nối chân thành được, vì mình luôn luôn sợ hãi về điều đó. Và cảm ơn em vì đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này. Mình cứ còn một từ khóa nữa thôi để hiểu thêm về những gì mà Trà My đã trải qua để tạo nên một cô gái rất là lý trí trong một cái thân hình mảnh mai thế kia, là một đóa hoa rất kiên cường đấy chứ. Điều anh nghĩ đây là giây phút chúng ta có thể bật mí được rồi.
Thật ra cái từ khóa này là em muốn dành cho chính chàng trai ở đây. Vì từ đầu chương trình tới bây giờ thì các anh chắc cũng đã sẽ hiểu em được một chút rồi. Thì em cũng muốn biết được là mấy anh có suy nghĩ gì về em. Đối với anh, khi mà nghe mà cách em nói chuyện ấy, và khi nghe em tâm sự với chị Trinh cùng với mọi người ở đây, thì anh cảm thấy em là một cô gái nhìn bên ngoài thôi có vẻ rất là mạnh mẽ, cá tính, thẳng thắn, có gì nói đấy. Nhưng mà khi mà em nghe em kể về gia đình của em ấy, và những cái tình cảm của em dành cho gia đình ấy, thì anh cảm thấy là sâu bên trong em là một con người hoàn toàn khác so với cái bề ngoài bên ngoài của em. Anh cảm thấy em rất là ấm áp ở bên trong này, cũng như là rất là nhiều tình cảm cho không chỉ là gia đình mà cả cho những người xung quanh em nữa. Thật sự khi mà em nghe câu chuyện của em thì anh thấy rất là khó chịu. Anh rất khó chịu vì nói chung là em rất là ghét những người mà gọi là liên quan tới ấu dâm. Và đôi khi là em lại đặt câu hỏi là liệu những đứa nhỏ đó nó lớn lên nó có thoải mái hay không. Và cái người mà bị phạt kia là... Bạn có trải nghiệm không vui về điều đó rồi đúng không? Em thì bình thường, nhưng mà tại vì em của em gái của em với lại mẹ của em, cho nên khi mà em đọc những cái gì mà liên quan tới cái ấu dâm này em rất là khó chịu. Tại vì rất là tội cho mấy đứa nhỏ đó. Nếu mà ai cũng có sẵn một sự giận dữ, một sự khinh bỉ và nó biến thành hành động, thì đã không có rất nhiều các bé gái và cả bé trai là em của chúng ta, là bạn của chúng ta và chính chúng ta phải cắn răng chịu đựng rất nhiều những cái vết hằn, không chỉ trên cơ thể mà còn ở trong tâm lý khi mà họ trưởng thành. Chúng ta cũng cần cái sự lên tiếng của phái mạnh, của cộng đồng, của những người anh, người chị, của gia đình, của những người luôn để mắt và quan sát. Nên ngày hôm nay cảm ơn câu chuyện của em vì đã kết nối mọi người. Và điều anh nghĩ thật sự đôi khi không cần nói ra, chỉ điều anh cảm nhận ra thôi, nó là một cái món quà rất quý. Cảm ơn Hùng và sự giận dữ của em. Cảm ơn em và đến với câu chuyện này. Và cái thử thách của mình thì vẫn còn tiếp tục, nên mà các bạn vẫn cứ giữ đi ha. Và các bạn vẫn có thể tiếp tục ở trong phần trò chơi để thực hiện thử thách trước khi chúng ta kết lại ai là sói. Mà một lần nữa thì cảm ơn Trà My và sự đóng góp của chuyện triển khai của các bạn. Còn bây giờ hãy cùng đến với phần trò chơi. Tôi sắp rồi lắm. Thường lệ, để hai bên có thể kết nối với nhau gần gũi hơn và tìm hiểu được nhiều những điểm mạnh lẫn những điểm yếu nữa của đối phương, xin mời Trà My và chính chàng trai của chúng ta sẽ có một trò chơi để giao lưu. Và các con sói vẫn cứ hoạt động nhé. Các bạn vẫn còn thử thách phải giải quyết đấy. Còn bây giờ xin mời chính chàng trai ạ. Nhường sân khấu cho Trà My nha. Sao anh cứ nhìn? Anh không, anh cứ nhìn. Chẳng may anh em mình gặp nhau thì nhìn thôi kìa. Sao anh nào cũng cao hết trơn. Lại nhìn. Kìa, nó sói đang hoạt động. Bên đứng cạnh thì không được nhìn à? Bây giờ em sẽ có một trò chơi dành cho mấy anh. Thì ở đây có 9 anh. Có anh nào xung phong tình nguyện làm trọng tài với em không? Anh sẽ làm trọng tài. Anh không làm trọng tài, anh muốn chiến đấu. Để anh. Trọng tài à? Để anh làm trọng tài cho. Đây đi em chọn đi, em chọn đây đi. Đây đi, em chọn. Okay, okay. Chọn thôi. Đây thôi, gia lòng với anh Oánh tụi đây. Oánh tụi gì, chứ ai làm trọng tài? Ai thắng sẽ làm trọng tài. 1, 2, 3. Ai thắng sẽ là trọng tài kìa. Anh là em đó. Anh thắng mà. Sao đây? Em ổn không? Em ổn không? Trò chơi đầu tiên là vật tay theo kiểu truyền thống. Ui, chết rồi, chết rồi. Ôi dồi ôi. Trò chơi thứ hai là vật tay bằng ngón tay. Trò chơi thứ ba là bằng ngón chân. Ngón chân. Trò chơi thứ tư là bằng mông. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3. 2,
2, 3, 2. Anh đặt cố lên. Giữ anh, cứ giữ. Cứ giữ khi nào ngồi cũng mệt thôi. Đúng rồi. Đừng có gồng nữa. Cố lên em ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên anh. Đây là cuộc đấu của những sự cơ bắp. Tắt sân của anh rồi. Anh cứ tụi mày anh giữ đây. Ơ kìa, cái cố lên. Ơ kìa. Nào, không được chơi xấu nữa. Nếu Hưng. Căng lắm nha. Căng quá ta. Căng quá, căng quá. Rồi lên nào. Anh ơi, anh ơi. Áo bị bung đến nơi rồi. Anh phải thả lỏng ra, lách áo đèn 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 đèn. Đề nghị không đồng, đề nghị không đồng vào diễn viên. Đây, đây, đây. Diễn viên gì? Thí sinh nhập. Ôi. Cơ bắp kìa. Rồi, hướng con kìa. Lâu đấy nhỉ. Đếm tẩy hai này định, định, định ôm nhau sáng mai à? Mọi chó sẽ cứu rồi, đạt đạt chơi cấu. Đạt chơi cấu này. Dành cho anh có thể đánh bất cứ bộ phận nào. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Bộ phận nào cũng được nha. Quay mông. Bộ phận nào cũng được. Quay mông. Đây, 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 đây. Quay được. Mạnh lên. Đấy, nha, nhẹ không tính nha. Ok. Nào, nào. Được chưa? 1, 2, 3. Cố lên. Nào, tất cả giữ giữ tay, giữ tay. Không, không, không cần giữ tay. Giữ, giữ, giữ yên, giữ yên. Phải chơi. Ui dồi ôi. Lên, đừng có nhấc lên. Nào, không được nhấc lên, không được nhấc lên. Tay ông này trơn quá, tôi mồ hôi rồi. Ui, 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 ui. Đá, đá. Đi được rồi, đi được rồi, cố lên em. Ba nhảy, ba, ba. Nào, tất cả đặt thêm xuống ạ. Tay trơn quá. Đấy, anh không giật, anh vừa giật kìa. Đâu, đây bây giờ hãy giữ cả hai tay xuống. Ừ, phải giữ hai tay xuống mà. Mà tay em trơn quá. Ê à, chưa được, chưa được. Ba. Hôm ơi, sao cậu ấy nhấc tay lên đi. Phải giữ, phải giữ hai tay xuống. Để tay xuống mà. Rồi tới sáng luôn. Qua nha, qua nha. Trò chơi này Mỹ Hương giành chiến thắng. Bởi vì khi đã nắm được ngón tay rồi. Nhưng mà Mi Hù chúng ta chơi nhấc tay lên. Như vậy là em thắng đâu, em là người thắng mà. Ờ sao đây bóp cổ trọng tài. Nào nào nào, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Nãy giờ là bóp cổ trọng tài. Nãy giờ là để nha, bóp cổ hơi nhiều người nha. Bây nha, bây giờ nha, vì đã bóp cổ trọng tài nên hình phạt sẽ tăng lên là bị đánh cái này bằng 3 lần. 3 lần rồi. Nào quay đây. 3 lần 3 chỗ đi, 3 lần 3 chỗ đi. Lần đầu tiên nhá. Ê bén không anh nhá rồi lên. Cẩn thận vỡ vỡ bộ đàm. Né phải gấp đôi. Không ai bảo là không rồi, chúng né. Rồi, chúng rồi, chúng đúng rồi. Chúng rồi. Đây còn 2 lần nữa không? Còn 2 lần nữa. Quân tử trước được không? Được. 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 Nhưng mà được che, được che, được che. Ơ, không che là không ấy được đâu. Không ấy được đâu, không ấy được đâu. Hai. Hai lần thôi, một lần cho trọng tài. À. Đấy. Bảo phát bốc. Đây là em bị bắt nạt mọi người ơi. Ông là sói á. Mày mà. Giờ ông đi bóp cổ người khác á. Rồi. Nào, cái này không đau đâu. Nào cầu làm sao có bốn chân thế? Phải bốn chân chứ. Nào, anh giữ đi, anh giữ đi. 3, 1, cố lên. Kìa. Ôi, mỏi quá. Dương ơi. Ôi, ôi trời. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ôi sao vậy, lòng khỏe thế. Gì đấy, gì đấy. À, anh còn chân chưa? Còn chưa? Kẹo sao bên? Được chưa? Ok, 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 ok. Tí Dương đi về lệch lệch chân. Không nhấc bàn chân lên, không nhấc bàn chân lên. Thôi nha. Nhưng mà hơi thối nhưng không sao, phải giữ giữ hai cái này lại đi. Trọng tài, trọng tài giữ đi. Trọng tài vào việc đi. Bịt mũi vào. Đúng không? Tắc thở. Đúng không anh? Đây, 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 anh bịt. Oh no. Đây, chiếc búa của em đây. Nào, mời. Đây, tát đầu phát nè. Mời anh. Đập đầu á? Rơi mũ. Tát phát rơi mũ. Đập mông rồi. Anh đừng đánh em cái đầu nhá. Cái này có đau đâu? Rất đau. Rất đau á? Ừ, rất đau. Các chiến sĩ trong ekip rất đau. Rất thương. Rất đau nhưng mà em xứng đáng. Anh đánh rất là đau. Ê, Quang, mọi người ơi.
Đây là tình cảm của hai con sói dành cho nhau này. Bây giờ trọng tài đánh cả hai. Đánh cả hai. Kìa. Nào, tưởng tượng đây. Chân thối này. Chân thối này. Ba, hai, một. Ok. Vẫn chơi, vẫn tiếp tục, còn chơi, vẫn tiếp tục. Còn chơi cả tay à? Em có chơi tay không? Nào. Thế là quay mông lại à? Sao cứ mông, cái sát mông thế này? Từ từ. Rồi mông em đâu? À đây, được. Cái mông rồi. Ai à? Ồ, tí rất chiến thuật. Ổ tít hỏi tại sao chạm mông anh Quang dưới nước miếng là sao? Ồ, không phải sai nha. Hãy coi sức bạn của Tho đây. Wow, ổ tít đây. Tho. Nghe cái sức mạnh hơi đau nha. Ngươi hãy nhận lấy. Ủa, cái gì vậy? Ok. Gì vậy? Loki làm gì vậy? Loki ra đây, Loki. Trường này, ổ tít ạ. Thôi. Hưng à. Đây là sức mạnh của thần to. Cùng đau với đấy chứ đùa đâu. Đau mà đúng không? Đau anh không đánh em đi như thế. Đau quá. Đau quá. Dạ xong trò chơi rồi, em xin phép mời mấy anh về chỗ. À, về thôi. Cái này là một kỷ niệm. Cái này là cái gì đấy? À, búa vinh quang chị ạ. Búa vinh quang. Đây là em thắng đó hả? À, em suýt thắng ạ. Ok. Đây là lúc mà chúng ta sẽ chọn lại. Và em hoàn toàn có thể thay đổi quyết định. Em cứ nhìn một lượt các anh chàng đi. Và em hãy chọn người mà em muốn hẹn hò, tạo cuộc hẹn. Ghi nhận kết quả của mình nhé. Bây giờ thì là bạn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là chọn một lần nữa, tái xác nhận là mình có muốn đến tỏ tình với người này hay không. Bạn đã không thay đổi quan điểm, tất nhiên rồi. Còn bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta. Rồi cuối cùng ai là sói vậy? Em thay mặt fan dân làng, em sẽ từ từ trước khi nói thì mời xin uống nước ạ. Em thấy hơi khát. Em mời chị. Chị thấy có mùi ở đây lắm. Em sói chưa? Rồi xong. Xong rồi chị ơi. Lộ sói hết rồi. Bây giờ khoan, trước khi chị uống cái này, có thể đây là một thử thách đúng không? Không chị ơi, anh sói nhưng mà không cần được, không cần đâu. Em về. Em không mời chị Thiên. Không. Ok, cho em. Đừng. Em không có mời chị Thiên. Không được cưỡng chế, người ta muốn làm gì thì kệ người ta. Bởi vì là mọi người biết tại sao không? Tại sao lại chỉ mang nước cho một cô gái trong khi ở đây đúng có rồi. Hai cô gái, ok? Rồi, anh mời em uống nhá. Nói nghe nè. My ơi, My, né xa ra một xíu. Đôi khi trong cuộc sống này á, mình biết là nước có độc, nhưng mà tại vì thương mình vẫn phải uống đúng không em? 1, 2, 3, vô. Ôi rồi bây giờ là mình lựa sói đi. Rồi, bây giờ mình xí xóa nhá. Thế ai là sói? Đã thử thách xong chưa? Mình có thể bàn với nhau được rồi đấy. Bây giờ em sẽ thay mặt dân làng chỉ điểm hai con sói chị ạ. Thứ nhất đó chính là anh Quang. Không vật, gì bất ngờ luôn. Nhân vật thứ hai không có gì lạ lùng ở đây khi đó chính là Minh Hưng. Thường xuyên làm sói. Và còn một con nữa. Ba mấy con? Mấy ba con đúng không? Ba sói đúng không ạ? Có thể thì mọi người chỉ điểm đi. Nãy giờ toàn là chỉ điểm dân làng không à. Xa tận chân trời gần Tuấn ngay Dương. Trước mắt Tuấn Dương. Là Tuấn Dương. Em đặt niềm tin vào Gia Long. Con sói cuối cùng đó chính là Tuấn Dương. Yes. Được thôi. Thế thì xin phép từng người một đọc chức năng của mình đi. Không, để em đọc của Minh Hưng lên thử coi nó. Đúng, đọc của Minh Hưng trước. Đọc nha. Ok, ok, đọc của Minh Hưng trước đi. Chúc mừng bạn, bạn là con sói may mắn. Một con sói. Nhiệm vụ của bạn từ bây giờ đến hết phần trò chơi phải tìm cách bóp cổ 8 người còn lại.
Vì là sói may mắn nên bạn có đặc quyền là vừa hoàn thành thử thách hay không thì bạn vẫn nhận được một phần thưởng. Nếu như thất bại, bạn sẽ bị phạt. Thế em bóp cổ được chưa? Hết rồi chị ạ. Chị ơi, chị, hồi nãy hàng gì đi qua em lúc mà em đang rướn nước mắt. Trời ơi. Em có nghi ngờ không? Em không nghi ngờ, em rất là cảm xúc. Đừng có mà. Anh là cái gì? Tôi là hàng hả? Anh đúng không? Anh đúng không? Anh là sói đúng không? Anh đúng không? Lạc dân. Mọi người cứ dân đi. Cố lên. Sao bóp cổ em? Anh ơi. Áo bị bung đến nơi rồi. Trời, nhấc tay lên như vậy là em thắng đâu, em là người thắng mà. Sao lại bóp cổ trọng tài? Vậy là Minh Hưng đã vượt qua rồi. Kiểu tình cảm thôi thì cả anh em ra vào bóp cả cổ này. Chúc mừng Minh Hưng, bạn đã vượt qua ải, bạn không sao cả. Rồi, còn người thứ hai là ai? Thì em xin phép đọc cái phần này ạ. Đúng thôi, em nghĩ là bỏ qua đến nhân vật này ạ. Đến bên này trước luôn. Bỏ qua nhân vật này luôn cũng được. Đâu, thử thách của em là gì nhỉ? Thử thách của em là bạn là sói mê gái. Sói mê gái. Từ bây giờ đến hết phần trò chơi phải nắm tay chị Trinh 3 lần. Nhưng không được nắm tay 3 lần liên tiếp. Nếu không thực hiện được, bạn sẽ bị phạt. Khó đúng không? Em có nắm được lần nào chưa? Em nắm được mới được 2 lần. Hai lần là thua. Thiếu 1 lần. Thiếu 1 lần em vẫn thua. Ok kìa. Đây, xin mời Tuấn Dương ạ. Đây, em sẽ công bố. Ui ôi, chữ dài quá. Bạn là sói xui xẻo. Nhiệm vụ của bạn từ bây giờ đến hết phần trò chơi phải la lớn 3 lần. Tôi là đồ xui xẻo nhưng không được hô liên tiếp 3 lần. Trong một lần hô, nếu không thực hiện được, bạn sẽ bị phạt. Thế em có hô lần nào chưa? Chả ai nghe gì cả. Chưa hô. Ôi, vậy mà anh cứ tưởng nhiệm vụ của em là qua nói chuyện với anh, hỏi gì đó. Nhưng mà sao Tuấn Dương không la được lần nào hết vậy? Tại vì em không tìm kiếm được cơ hội chị ạ. Ủa sao bây cậu thua đó? Không sao? Phải bây giờ mà tự nhiên cái mình la lên thì lại bị nghi ngờ quá. Trò chơi nè, em thua thì phải nói ôi tôi là người xui xẻo quá được. Sao xui xẻo quá gì trời? Em không giả tạo như vậy chị. Vậy là chúng ta đã có 3 bạn sói, trong đó bạn Quang và bạn Tuấn Dương không thực hiện được thử thách sẽ bị phạt. Mọi người bàn tính cái cách phạt hai bạn ấy đi. Phạt anh Quang nặng đi. Sao? Ở kìa, mình là anh em mà. Anh em nào? Phạt anh em này không anh em nào cả. Ở đây là dân làng và đồ tồi, sao mà anh em được. Thôi bây giờ cho My phạt nha. Cho My phạt này. My ơi, em muốn phạt bạn như thế nào, thật nặng vào. My ơi, My phạt nặng vào My ơi. Anh Quang sẽ cổng anh Gia Long chạy ra nhờ. Trời ơi. Hợp lý quá nhờ. Hợp lý. Phạt cũng là số vòng giảm bớt thôi. No. Em Không được. Không ạ. Đây là phần thi thể lực. Anh Tuấn Dương sẽ cộng. Em ơi anh có chưa được 60 kg à em. Cộng. Ơi. Xoay vòng 10 cái. Xoay con voi 10 cái. Xong rồi đi thẳng. Chị. Xoay vòng đi thẳng. Xoay con voi 10 cái xong rồi đi khét quốc. Wow. Cũng được luôn. Hay quá. Xin mời Tuấn Dương, xin mời anh Quang và xin mời Gia Long. Từng người một đi. Trời, xin mời mọi người lên sân khấu ạ. Cộng Gia Long luôn hả? Hôm nay là thứ bảy, em thích đi một qua. Chuẩn bị. Từ đã. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi anh cổng em luôn. 1, 2, 3, 5, nhanh lên. 4, 5, Gia Lê Dương ơi. 6, 5, Lại đây em tiếp tục. Em 72. Chưa mới 7 à? 8. Vẫn 8. Xoay tiếp à? Xoay tiếp. Nhanh lên, là mới có 2 vòng thôi. Nhanh lên. Một vòng nữa. Rồi đi catch work đi. Rồi đi catch work đi nào. Ôi. Nào đi catch work đi trước nào. Đi cái con nào. Bên này mới có vòng thứ 3 còn cười nữa. Đi mà, sai vòng à? Còn 2 vòng nữa nha. Khoan, đây là đi say rượu mà chị ạ. Đây là đi say rượu. Cố lên. Em cũng muốn cố lắm nhưng mà cố lắm nặng quá, đau đầu quá. Thôi cho một vòng nữa thôi. Một vòng nữa. Em nghĩ đủ năm vòng rồi sao chứ. Vòng cuối cùng. Rồi cố lên. Ai à. Cố lên. Ai à. Tôi vừa hỗ trợ đi, leo lên luôn. Ôi.
Thôi thôi. Quay khỏe quá. Thấy chưa, tối già gian ác đã bị trừng phạt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy thì bây giờ các bạn đủ tỉnh táo để chuẩn bị xoay ghế chưa? Chưa. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta đều là những thiên thần tình yêu và chúng ta có quyền chia sẻ về cảm xúc của mình. Xin mời xoay ghế. Cô gái mà các bạn đã gặp gỡ từ nãy đến giờ qua các phần trò chuyện nè, phần trò chơi, không phải là một đóa trà mi bình thường, mà cô ấy là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, đại diện cho sự chính trực nè. Những người dám lên tiếng vì những bất công, có sự thương cảm và sự từ tốn, sự yêu thương bao dung và sự lắng nghe. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng động viên cho đóa hoa trà mi này và tưới mát tâm hồn cô ấy bằng những cảm xúc thật là chân thành hay chưa? Xin mời các bạn sẽ xoay ghế nếu như các bạn muốn nói với cô ấy điều gì đặc biệt nha. Và chúng ta sẽ có 10 giây để quyết định. 10. Ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Perfect Universe, vũ trụ hoàn mỹ. Công ty truyền thông hàng đầu trong việc hợp tác và sản xuất các chương trình giải trí ấn tượng. Là đơn vị tiên phong trong việc liên hệ và cung cấp KOLs nghệ sĩ chất lượng cho các dự án. Mọi thông tin vui lòng truy cập vào website để biết thêm chi tiết. Vũ trụ hoàn mỹ.